Hello các bạn, chúng ta chơi game mới nha. Thợ săn à, lò rèn của quỷ. Scobert ghê ha. Má hồi xưa mà vú bừ mà đi chuyên gia tán kiểu như mê hoặc đàn ông á. Where are you? Are you still there? Cô đâu? Ra mặt đi. You are so. Đúng rồi. Close. Gần lắm rồi đó. Ồ, gì đây? Đó là nói yên quỷ mà. Dreaming about her again. Mơ tức quá nè. Funny, Alara. Không đùa được. These dreams feel so real. And this one ended in a way I did not like at all. Và lần này kết thúc tôi không thích gì ending this time. Lại không có kết thúc tốt à? Kedek, you keep dreaming about a woman you don't even know. It's probably a combination of that brown meat you couldn't keep your eyes off of and a piece of undigested boar meat. Well, rotten boar meat would explain the ending. Let's get some sleep. We need to be at the Fountain of Elisha by morning. Chúng ta còn phải tới cái suối Elisha vào ngày mai nữa. I tell you, Alara, there was something about that dream. Tôi nói cô này có cái gì đó ở mơ như một điểm báo vậy. I'm being cautious. Anh đang hoang tưởng thôi. Something's waiting tôi đang cẩn thận. It's best to be prepared. Chắc có thể cái thứ gì đó đang sắp xảy ra. And you don't worry enough. Anh lo lắng quá. Còn cô thì lo lắng không đủ. Old man, you're twice my age, elf, and half as mature. And 10 times prettier. There.
The entrance to the fountain is just across that bridge. So it is. Ông lo lắng quá. What do you say we go make a fortune, girl? Tôi mà lòng già hả? Cô gấp đôi tuổi tôi đấy. Và chưa trưởng thành nữa. Cái gì chứ? Tôi đẹp hơn ông gấp 10 lần cơ đó. Hey, did you see that? I saw something. Keep your bow on. Get up here. Looks like somebody lost some arrows. Better pick them up. Ừ, giống bắt đầu game á. There are rattling crawlers. Big ones, hungry too. You're not helping, Amara. You know how I feel about that. I hate the rattlings. Tôi ghét tụi này. They're just bugs, Kadok. Cũng là côn trùng thôi mà. I don't like bugs. Tôi không thích côn trùng. Looks like someone helped us out by knocking over this tree. Let's use it. Xem ra có ai đó chặt cây giùm chúng ta rồi. Use your sword, Alara. You can't shoot a fire for overgrowth. Cái này hướng dẫn game thôi. Oh. Incoming! Something's coming! That wasn't so bad now, was it? I'll let you know. Once my skin stops crawling, in the meantime, fill your flask, girl. Khi mà tôi cũng chưa sẵn cái ốc là cô mà lo múc đầy bình nước đi. Nên là có người nhờ tới lấy nước từ cái suối này. All the man of water our client could ask for. Khách hàng chúng ta nhờ đóng nước này. Burning blood of the goddess. Chúa tôi ơi. Elara, look here. Này cô nhìn này. I know that door. Tôi biết cửa này. I saw it in my dream. Tôi thấy trong mơ của tôi. It's an omen, Elara. We have to see what's in there. Chúng ta phải đi vào đó coi thử. I'm always happy to open strange doors with screaming faces carved above them. Heavy. Anh biết rồi đấy. Tôi lúng mở mấy cái cửa này. Get over here and help me, Elara. Before more crawlers show. Mấy cái mặt ớn ghét thế này mà. Bà này cũng biến thái nữa. Elara, over here. I think we can squeeze through. Stay sharp, girl. No telling what's down here. Your dream promised riches. It also promised a demon. Don't tell me you're afraid of demons as well as bugs. I'm not afraid of bugs, just concerned by them. Giấc mơ của anh là mang tới sự giàu có cho chúng ta. Và trong giấc mơ đó có quỷ nữa. Tôi hy vọng anh không sợ lũ quỷ như là côn trùng. Tôi không sợ lũ côn trùng, chỉ là bận tâm một chút với chúng mà thôi. A man could retire to a place like this. No, you can't. Người ta sẽ thích chỗ này để mà được nghỉ kiểu như dưỡng lão ở đây ấy. Nó đẹp mà ha. Ông có thể nghỉ dây lao khi ông chết mà. Không có là. Dây lao có con rồng. Có xương rồng nữa tại. Trời ơi. Strange stone. Yes. Yet. It's the stone from my dream. Và nó cũng là viên đá xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thú vị nha. What is that? Gì nữa đây? At last our paths have crossed, warrior. Chúng ta lại gặp nhau rồi, chiến binh. From my vision. Yes. Ông cô trong giấc mơ của tôi. Tên là Seraphim. Those visions are a foretelling of the riches and power. Và chúng tôi đã nói về sự giàu có và công thái của tôi. Wait,
Tôi đã nói với cô rồi mà, không phải đó là đi. Đây là cô gái gì trong mơ thôi. Let us start with a favor. Chúng ta bắt đầu công việc nha. Cô đang cần gì đây? There's no need for your snarky nature, Huntress. For what I require is quite simple. All I ask is for you to pick up the Death Stone. Không cần phải chăm biến như vậy đâu. Hãy nhìn cục đá trước mặt anh đi. Đó là một đá tử thần. Beyond such literal nonsense, it has many powers. Đúng với cái từ đó, mang rất nhiều năng lực. Into its bearers. Collect these crystals and present them to me. And I can grant you powers beyond your wildest dreams. And when we find these crystals, they lie scattered throughout the realm. Their capabilities forgotten to all but a few, so pick it up. But it's a death stone next to a dead body. Oh, you must trust me. Time is not eternal, and I need your aid. I am bound to the death stone. An artifact that stands between the living and the... Ilara, no! Listening to me. Lúc này lúc mẹ nó nói là lấy cái tảng đá đó đi, thì đó là cho mang lại quyền năng gì đó cho mấy bạn, nghe không? Mày dụ thì con đi nói cái thằng ông chiến binh đó, thì nó là trời ơi, cái cục đá nó thì nằm bên cái xác nó chết, cũng cái bà eo thì tò mò bắt đầu đụng tay vô. You heard her. Run! Hey! Oh yeah! Oh. Well, perhaps you were right. Có lẽ anh nói đúng. I was right in the Quill Caverns too. Tôi luôn đúng mà. Thank you.
weakest of powers that seek to keep you from leaving with stone. Heed my warning when I say you will fall to the stronger forces. Escape while you are able and meet me outside Dithan. Mẹ nó nói là bây giờ là cố gắng mà thoát khỏi đây đi, gặp mẹ tại đây first. Ok. Tôi nhìn mẹ tôi thấy có gì đâu mà y quỷ vậy. Nó là mấy đứa nó tin được ta. Ra mắt thì trắng bóc, người thì da trắng toát như ma vậy mà sao đi tin được. Tôi là tôi không tin rồi đó. Cái vú bự thôi. Light that with a flaming arrow. Nằm đây á, xưa là ông cha trao cho cái rìu, nhưng mà sau đang bắt đầu lớn dần lên, bắt đầu ác á, sau giết người giống như là chơi là chơi vậy đó. Rồi cuối cùng ba phải giết giết nó. Bây giờ sáng nó đang nằm đây nè, cái rìu trên tay nó đó. Ok thôi. I gave to him a mighty axe that could fell an oak in one blow. More skeletons? Don't these poor souls know they're dead? I guess it's up to us to remind them. Dead than that.
There's a keepsake. No weapon in sight. I think that worm food was pulling both our legs. Now, now. A death spirit wouldn't linger in this world just to lie to us. Đó, cái rìu đó, cái rìu nó đó. Rìu ở đây đó. Đây cả cái gì đây? Người mà muốn nâng cái rìu đó lên á thì phải trước là phải ở trong lửa. Burning in flame. Ở trong lửa ha. Thì ở lửa nè, lửa đây. What did that death spirit say about lighting a flame? Try setting that on fire. Consider it done. See? There's always a way if you take the time to fight. That must be why I keep you around. You're finished.
how it's done. Finally. Who do you have to kill to get a shield around here? I'm afraid the danger that lies ahead is graver than I had foreseen. Cái trước là cực kỳ nguy hiểm. However, I can grant you the gift of the dragon's breath, an energy force of tremendous power. Without the proper crystals, the power will only be temporary, I'm afraid. But it may aid you in surviving the ancient battleground that lies ahead. Cái rầm phun lửa, fire breath. Okay, pháp thuật có thể chậm hơn. Okay. Beauty in death. Marvelous. You worry me, girl. Ow. Cuối cùng cũng xong ha. That's not good. I agree. You agree? That's even worse. Find a way to break through it. Take a shot at that. Maybe we should get out of here soon. Get us out of here. It's worth it. I suppose that's the door.
Open your eyes, Kadok. Your dream girl nearly got us killed. You're jumping to conclusions, girl. Well, there must be a very simple explanation. Besides, I'd like to at least hear her out. It's not like we've any other promise of paying work at hand. Look! Cà Lóc, cậu nên coi lại đi, cái cô gái trong mộng của cậu là sẽ giết cậu đây. Cô làm quá lên rồi. Biết đâu đó, đây là cơ hội của chúng ta sao? Oh, well done, I am impressed. Tôi ngạc nhiên thật đấy các bạn, đã chứng tỏ bản thân mình thật xứng đáng. You have proven yourself to be quite heroic. We're not heroes. Chúng tôi đâu phải anh hùng đâu. Heroes are not. You anh hùng mới không kệ, nhưng mà các bạn có được sức questions. Mạnh đó. Nào giờ cái đá cho tôi. My partner here has a trước hết là đồng sự của tôi không tin vào cái cục đá. Trust issue. You told us to pick up that Death Stone, and when we did, all hell broke loose. Cô đã nói là chúng tôi lấy cục đá đó thôi, mà khi chúng tôi đụng tới cục đá đó thì bao nhiêu thứ rớt xuống đầu chúng tôi. This is not about trust, warrior. It is about listening to what I say. I told you to pick up the Death Stone, not mấy người chỉ cần nghe lời tôi thôi. Non-human one. However, the damage is done, and we will have to make the best of it. Now, please, hand me the crystals. You must admit, that's amazing. As is the price, I wager. A wager you would lose, Huntress. You see, I am the daughter of the Lord Mayor of Dyford below you. All I ask is to seek out my father này. And speak with him. Các bạn, Dyford is in need of your skills. My father will nhờ. Pay you well for your efforts. Các bạn, that's cái it? Nói, find your father and talk rồi. To him? Yes. Tìm, the bà one you spoke of before, ấy. The one who tried to... Như cô nói là stop our taking the stone. He has lost you for now. Nói chung là ông vua này là đang tìm cục đá đó, bây giờ là nói với ông ấy cách đi nó đi cái vấn đề mà con này đang tìm với lộng sẽ giúp được từ này. Ok. And should he find you again, well, with my power, you will find yourselves better suited to stand against him. All right. We'll talk to your father then. Thank you. Though when you speak to him, I ask you, do not mention our encounter or my troubles. Why not? My poor father has enough to worry about with his town crime. Nó nói là tụi này mà khi gặp ba của con này á, thì đừng có nói về hắn với cái vấn đề rắc rối của con này. Bởi vì hắn giải thích là bây giờ trong cái ông ba bây giờ là còn phải lo cái khu vực thành phố này nữa, không có thời gian đâu. Will not mention you. Okay, nếu có muốn. Excellent. Tuyệt lắm. Then I will see you both below. Tôi sẽ gặp hai người dưới đó. Well then, on to Dyford. Fine, but mark my words, your little dream girl is going to become a huge nightmare. Tại đó thôi, nhưng mà cô, anh nhớ lời tôi nha. Cái cô gái của anh có thể là trở thành một cái cơn ác mộng thực sự đấy.
Dyford. Never been before. It's too far out in the sticks to be worth a trip. But I've heard the Lord Mayor's a very rich man. Người đàn ông này rất là giàu có, nhưng mà cái nơi này xong rồi bẩn thủi gì vậy? I don't know why this Seraphim has taken an interest in us. But a well enough man to help you could set us up for life. So this is the town of Dyford. Đây là làng Dyford. Must have seen better days. Something's not right. Có gì đó không ổn. There should be people out and about at this hour. Phải có người đi ra liền này. Late rises. Đúng rồi, giờ cũng giờ muộn chứ. Let's find the Lord Mayor and be cautious. Có thể chúng ta nên tìm ông thị trưởng, nhưng mà thật cẩn thận đấy. Watch my back, girl. I'll take the lead. Ha ha ha.